Xin chào tất cả các bạn. Hàng nội địa Nhật Vũ hôm nay xin tiếp tục giới thiệu cho các bạn một dàn nội địa của Nhật, dàn mini Sony CMT-M333NT. Đây là một dàn có công suất 55W với mỗi loa là 50W. Đây là một dàn khá là nhỏ gọn với cái cổng kết nối đầy đủ, cổng AUX kết nối điện thoại, cổng optical quang để kết nối với TV và đặc biệt là cổng PC, cổng USB 1.0 kết nối với laptop để giải mã âm thanh kỹ thuật số. Một dàn nhỏ nhưng mà có 55W, chất âm khá là sắc nét. Chức năng CD hoạt động tốt, cũng như là MD hoạt động tốt. Một đĩa CD trữ tình kèm theo dàn này, nếu các bạn mua dàn này sẽ được tặng CD trữ tình này. Đây là mình thử luôn, mắt đọc còn tốt hay không. Rất là nhạy các bạn, giới thiệu luôn với các bạn, đây là remote học kèm theo dàn này, khiển học 100k với chức năng rất là đặc biệt để chỉnh bass và treble mà trên máy không thể nào chỉnh được. Mức âm lượng tối đa là 30 nha các bạn. Chúng ta đa phần nghe 18-20 ở phòng dưới 16m2. Không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp thừa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vườn, nhớ mẹ kể đêm mưa, có ông vua trẻ. Thử qua bài tiếp theo. Rất là nhanh, rất là nhạy. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nữa, nhưng bỗng một hôm thử tiếp tới em ở đây. Top reading, xem khả năng đọc để em ở đây của dàn này còn tốt hay không. Đọc rất là nhạy các bạn, CD và em ở đây đọc rất là tốt. Chúng ta hãy xem cái kích thước của dàn này để đặt trên cái bàn làm việc cũng như là cái phòng ngủ của mình như thế nào nha. Tổng kích thước bề ngang là 45cm, 45cm. Thường tình trông như giấc mơ ta không hề biết. Chiều cao 23cm. Con tim nhân gian sẽ không bao giờ bền lâu. Bass 12. Chép chép này là chép thạch anh nha các bạn. Chép thạch anh. Bass 12 gương xin. Người em yêu hết. Chép thạch anh. Muôn đời khó quên. Vì giờ em hãy đón em trong vòng tay. Cứ yêu xin đừng mơ gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không hề phai. Chúng ta tiếp tục kết nối với laptop để PC nghe một cái bài nhạc
kết nối qua PC nha các bạn. Này function PC kết nối PC bằng cổng USB, còn mình đang kết nối bằng cổng analog. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm ba nơi xưa, xuôi một thuở lấy thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn mãi, dù bao năm đau thương vẫn vui. Trường xưa vắng ta ngày ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Ta vô thường. I love you more than can I say. Bring that ass back like a boom 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 boom. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe dàn Sony CMT M333NT. Đây là một dàn công suất 55W, có remote học chỉnh bass chép nữa các bạn. Một dàn khá nhỏ gọn để đặt trên bàn làm việc cũng như là phòng ngủ của các bạn, lắng nghe những cái dàn nhạc trữ tình cũng như một số bạn nhạc trẻ sôi động. Các bạn hãy đăng ký hàng Rồi Nhiệt Vũ và xem thông tin chi tiết bên dưới sản phẩm.